Chúc mừng năm mới 2024 anh em. Hôm nay thì ngày mùng 6 mình đã khai xuân mở hàng và mình muốn quay lại trực tiếp cũng như là gửi lời chúc đến tất cả anh em đang xem video và đã đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người một năm mới sức khỏe, gặp nhiều may mắn và thật sự thành công trong năm 2024. Và nếu mà có nhu cầu độ xe thì anh em nhớ là ủng hộ Trung Auto nha. Bên mình thì chuyên tất cả những cái món độ trên xe, ví dụ như là từ bên ngoài ngoại thất, nâng đời cho đến bên trong. Đấy, lắp rất là nhiều. Và mình quay lại trực tiếp cho anh em xem nhá. Đây, đây là hiện tại đây là cái xưởng bên mình. Đấy, có rất là nhiều chiếc xe luôn. Độ từ mọi thứ, như chiếc xe này là độ cả đèn trên, đèn dưới này. Đấy, để mình quay lại trực tiếp cho anh em xem những cái món độ tại xưởng Trung Auto. Đấy, đây là chiếc Outlander thì đang lắp cục điện anh em. Đấy, cục điện này. Rồi, đây là những chiếc xe đang làm. Đấy, đây là trước đấy thì anh đã lắp màn hình rồi này. Đấy, thì nay qua anh lắp thêm cái cảm biến phía trước nữa. Và đây là chiếc xe lắp SA. Đấy, chiếc xe này cũng đang lắp cúp điện đây anh em. Rồi, và chiếc xe này thì đang lắp màn hình tích hợp cam 360. Đấy, phiên bản này là phiên bản mà TechPad. Trong đợt này thì bên mình đang tặng nước hoa đây anh em. Nước hoa xịn. Đây, đây là dòng nước hoa rất là xịn sò, thương hiệu Toat. Cái dòng này là Germany, tinh dầu đến từ Đức và sản xuất 100% tại Hàn Quốc. Đó. Đây, tiếp tục thì đây là chiếc xe Ford Everest. Chiếc xe này thì đang tháo ra độ đèn. Đấy. Riêng đèn này bên mình làm cũng rất là nhiều luôn. Rồi. Tiếp tục này, đây là Santa Fe. Chiếc xe này thì anh Giai cũng đang qua bên mình để độ đèn. Rồi. Độ đèn này rồi thì lắp cam hành trình rồi. Đấy, Android Box. Những chiếc xe đời mới này thì nó cũng rất là nhiều công nghệ. Tuy nhiên thì đèn này là vẫn là đèn gọi là rất là tối, mặc dù là đèn LED rồi. Rồi, tiếp tục này. Đây là Mazda. Chiếc xe này là đang lắp quả màn hình 12,3 inch. Đấy, và bên mình đang sử dụng cái bản 12,3 inch Premium được tặng bơm lốp này. Đấy, ở đây thì anh có cái cảm biến áp suất lốp này và một lọ nước hoa. Ngoài ra tặng thêm một cái cam hành trình nữa. Đầu xuân năm mới là tặng rất là nhiều thứ. Tiếp tục thì là Kia Morning. Đấy, anh em đang lắp camera lùi và một chiếc đồng hành Android. Đó. Rồi, tiếp tục nữa thì ở ngoài này có khá là nhiều chiếc xe nữa. Đấy, một chiếc xe này là chiếc xe đây là độ loa đấy anh em. Chiếc xe này là dán phim cách nhiệt. Chiếc xe này thì lắp màn hình. Đấy, sorry. Và ngoài này thì có mấy chiếc xe nữa ở đầu kia. Đấy, bên mình thì hôm nay cũng khá đông vì đầu xuân năm mới anh em có ủng hộ và cũng có rất là nhiều chương trình khuyến mãi. Rồi, ngoài ra thì bên mình phải thuê thêm một ô đầu này nữa. Đây, quay cho cả nhà cùng xem nhá. Đây là chiếc CRV 2024. Đấy, đang dán phim cách nhiệt. Chiếc xe này thì bên mình cũng làm rất là nhiều thứ rồi, như là camera lề này, rồi lắp bi gầm này, cam hành trình này. Đấy, và đây là chiếc VF9. Chiếc xe đang chuẩn bị vào để làm một số thứ. Đây là anh Giai đã qua ủng hộ. Lót sàn, gắn kính cách nhiệt, phim cách nhiệt. Đấy. Thì với một chiếc xe này thì chắc chắn là cái sàn này nếu như mà không làm anh ạ, là đến khi nước nó nhỏ xuống đây nó ngấm xuống luôn. Đúng rồi, và tại đúng. Sao nó lại có mùi là do nước nó ngấm xuống nó ẩm. Đúng rồi. Và đấy, thì đầu xuân năm mới. Chúc anh và gia đình một năm mới thật là nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn. Rồi. Cảm ơn anh Trung xưởng Trung Auto. Và chúc anh em trong xưởng nhiều sức khỏe. Một năm mà làm không hết việc. Cũng chỉ hy vọng là đủ việc anh em làm là tuyệt vời rồi. Đấy. Chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, gặp được thật nhiều may mắn nha. Cảm ơn anh Giai đã ủng hộ nha.